Cả nhà, hôm nay mình giới thiệu cái phần setting mới ha. Ok, phần setting mới này á, nó chỉ gồm dọn dẹn là rất là ít, nó rất là clean ha. Mình chỉ dựa theo mà đánh gọi là xu hướng market và mà đánh hàng bằng padding. Ok, thì ở trên đây có dấu hiệu padding ha. Cái này nó tự cái indicator nó sẽ tự vẽ cho mình rồi mình dựa ra mình đánh ha. So cái dùng giá ở trên đây ha, khi mà cái pattern nó hiện ra thì là nó mình dựa theo cái dùng giá mà nó đối nhau, thì cái dùng giá này gọi là dùng giá resistance và cái dùng giá ở dưới đây gọi là dùng giá support ha. Khi mà cái pattern nó tạo ra thì là nó phải break được cái dùng resistance thì nó mới có gọi là xu hướng lên, nhưng mà khi mà cái resistance nó fail á thì đây cũng là cái điểm entry của cái bear. Ok, và khi mình áp dụng cái pattern này á thì là mình phải áp dụng bằng cái kỹ thuật là momentum mà theo xu hướng. Thí dụ trường hợp mình sử dụng 30 phút đi ha, mình thấy cái xu hướng là xu hướng bear. Và khi cái pattern này á mà nó xuất hiện thì mình chỉ có hai giả thuyết. Nếu mà nó break ở trên đây ở dùng giá resistance này. Ok, và nó thực hiện lại được cái dùng giá là ở trên dùng 28. Ok, thì nó sẽ trở lại về là bull ha, tại vì dùng giá 28 230 này là dùng giá của resistance của tháng. Thì đây là dùng giá bullish thì nó phải break cái dùng giá này thì nó mới gọi là bullish. Khi mà nó nằm under cái dùng giá 230 này á. Ok, mà nó vẫn còn nằm ở trong cái pattern này thì cái xu hướng sẽ là fall window rất là nhiều ha. Ok. Đây là cái kỹ thuật mình sử dụng 3 nến nến cái time frame của 30 phút ha. Và cái pattern này á thì nó cũng được xuất hiện, thì cái pattern này á thì thường á xuất hiện mình cũng dựa theo những cái nguyên tắc đó ha. Thì cái pattern được áp dụng nó tùy theo cái xu hướng của market. Khi pattern này xuất hiện ra mà nó là xu hướng của bull thì tức là pattern này nó cho mình biết là xu hướng uptrend. Nhưng mà nếu cái pattern này mà xuất hiện ra mà nó nằm ở xu hướng gọi là bear thì là xu hướng đi xuống. Cho nên là pattern á với mục đích là nó xuất hiện nó depend on là cái market nữa. Thì nếu mà khi cái pattern này xuất hiện thì mình phải biết là cái market đó đang là market bear hay là bull, thì để mình biết được là cái pattern này áp dụng cho chiến lược của xu hướng nào. Same thing ở cái bearish pattern này này cũng giống nhau ha. Thì là khi nó xuất hiện thì nó chỉ xuất hiện ở bên trái hoặc bên phải của cái chart. Thì thường nếu mà nó xuất hiện ở bên trái mà nếu mà xu hướng bullish đó thì là cái khả năng là nó quét cái dùng resistance này nó sẽ là uptrend. Nhưng nếu mà nó xuất hiện ở bên phải mà nó là xu hướng bear thì khả năng của nó là đi xuống, rất là dễ nhìn nhận nó. Cho nên khi mình sử dụng cái kỹ thuật pattern này thì mình phải biết được là cái pattern này nó nằm ở góc độ nào và xu hướng nào, ở vị trí nào của cái market, thì mình sẽ mình sẽ đoán được cái xu hướng đi ha. Cho nên khi mọi người mà vẽ cái pattern, không phải là cái pattern này là mình recognize mình muốn vẽ sao mình vẽ, thì mình phải khi mình áp dụng cái chiến lược pattern thì mình phải biết cái pattern đó nó nằm ở trong xu hướng nào của thị trường nào. Ok, và trong cái phần indicator này á, nó rất là dễ nhìn ha. Nó chỉ có gồm hai xu hướng, một là xu hướng lên và một là xu hướng xuống. Xu hướng lên á, thì nó sẽ đi đi cùng với màu xanh và màu trắng, xu hướng xuống nó hoàn toàn là màu đỏ. Ok, thì là rất là dễ nhìn ở trong cái kỹ thuật này thì mình chỉ sử dụng là EMA 200 và EMA 55, no, SMA 200 và EMA 55. Cái kỹ thuật này á, thì là mình phối hợp với cái resistance, PP line và support, và nó đã tính ở trong đây, mình không cần nhất thiết sử dụng nhiều EMA ha. EMA thì mình nó nói thật ra là mình cũng không cần nhất thiết sử dụng, mình chỉ sử dụng đơn giản symbol. Không cần nhất thiết phải add nhiều EMA hay SMA, mình chỉ cử sử dụng nguyên tố là ba đường thôi. Thì ba đường thì có nhiều người người ta sử dụng là 20, 50, 100 hoặc là 200. Đúng không? Hoặc là chỉ sử dụng tối thiểu ba đường là 50, 100 và 200. Thì là cái nguyên tắc sử dụng nó đơn giản, thì tại sao sử dụng như vậy? Thì đó là phân biệt là resistance, PP line và support. Đúng không? Thì ở trong đây mình cũng sử dụng này, nhưng mà cái tính cách sử dụng cái của mình á thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà mình sẽ phối hợp vào những cái điểm momentum, tức là những cái điểm entry, exit và PP line. Thì ở trong đây á, thì rất là dễ sử dụng. Thường là mình sử dụng cái này á, thì mình chỉ sử dụng 5, 15, 30.
và mình có điểm entry, điểm cut loss, và mình có tính được resistance, PV line và support, và mình phối hợp với cái RSI và cái đo đạc, cái trend đo đạc ha, để mình đo đạc sóng, thì để mình biết là cái đó là sóng nó đang là sóng xu hướng lên hay là sóng xu hướng xuống. Thì đây là những cái kỹ thuật rất là đơn giản và rất là dễ hiểu. Mình có thể sử dụng cái này mình trade position option cũng được, rất là dễ ha, và mình cái độ chính xác tính của nó rất là chính xác. Giống như đây, khi mà cái thị trường nó rớt vậy thì nó đã tạo cái điểm giữ đây ha, và nó đi lên và nó tiếp tục nó rớt thì nó sẽ tạo ra một cái điểm giữ dưới. Ok, thì theo mình nhìn như này thì nếu mà nó có đạt điểm giữ thì là trước hết là mình coi, mình chỉ trade 30 phút thôi thì mình thấy à ok, cái xu hướng này có thể là xu hướng lên, thì mình check lại cái time frame nhỏ, ok, để mình biết là có phải không. Rồi sau đó mình check lại time frame nhỏ ha, thì là mình nhìn thấy nè, nó đã tạo ra được một cái lực xu hướng lên, và cái vùng này là cái vùng support bữa nay, ok, và nó tạo đây, nó tạo những cái support. Thì khả năng mình nhìn về như vậy thì mình nhìn từ cái time frame 5 phút, 15 phút, 30 phút, 50 phút á, thì mình nhìn được thấy không, đây là cái vùng resistance ha, 201, thì khả năng là mình có thể đoán được là xu hướng ngày mai có thể là nó mở cửa ở vùng 201, ok. Rồi sau đó mình coi 15 phút coi sao, ok, nó cũng very close cái vùng giá này, và mình check 30 phút như sao, ok. Thì khả năng 30 phút thì nó xa xa quá cái vùng điểm giá này ha, thì cho nên là khả năng 30 phút ngày mai có thể là vùng giá 207, nó cho ngày mai nó không thể thực hiện được cho ngày mai. Thì cái vùng giá cao nhất của nó ngày mai nó thực hiện được là hai điểm chung đó, là đây là vùng giá này, cho nên có khả năng là ngày mai nó đẩy về đây, nó mở cửa, ok. Nếu nó mở cửa vùng giá này mà nó trên cái vùng PV line thì tức là xu hướng lên, khả năng của nó sẽ về là 210, là của 30 phút. Còn nếu mà nó nằm under ở cái vùng PV line này á, thì khả năng ngày mai đây vẫn là cái vùng sell ha, tức là sáng sớm nó mở cửa ở đây và sau đó nó đẩy lên giá này, rồi sau đó là nó sẽ rớt tiếp, ok. Thì mình muốn biết nó rớt tiếp đó thì mình rất là dễ, mình check ở cái time frame tuần thì mình tìm được cái support này, thấy chưa, đây là cái support 187 đó. Thì nếu mà khả năng ngày mai nó rớt á, thì có thể nó rớt 14 điểm ha, ok. Nếu nó đẩy về cái vùng giá PB line, phải không, PB line là cái điểm 206 này ha, đây đó. Nếu mà mình sử dụng đến tuần thì mình có điểm resistance này, và support nè đó, rồi sau đó là PB line ở trong cái khung ngày đó, không thì là cái đây là cái PB line của khung ngày đó, thì đây nó cũng đã hiển thị cho mình thấy là đây là vùng giá 203, ngày mai khả năng cái nó sẽ hit về đây. Nếu mà nó hit về đó mà nó rớt xuống thì nó sẽ có khả năng là ngày mai rớt 15 điểm ha, 15 và 16 điểm, ok. Thì nếu mà ngày mai nó đẩy lên mà nó không có cross over cái vùng giá 203 này thì khả năng là kỳ từ cái vùng giá 203 này nó bắt đầu là nó sẽ bị check và nó fall fall luôn trong ngày, có thể là ngày mai nó sẽ rớt một lần nữa thì là vùng giá là 1877 hoặc là 188 ha. Đây là cách mình chốt giá ha, thì sử dụng cái kỹ thuật này nó rất là sample ha, khi mình đánh ha. Đó, thì đây là cái vùng cut loss chẳng hạn, khi mà cái xu hướng của thị trường đi hết thì cái vùng cut loss nó hiện ra thì nó cho mình biết à xu hướng này là của bull hết rồi, bây giờ nó chuyển qua bear đó, thì đó là cái này là cuối tuần, thì bây giờ mình đang nằm trong bear market. Trường hợp mà mình muốn biết là trong cái tuần này và tháng này á, nó có cái xu hướng hồi đầu hay không á, thì là ở trong cái trend này nó phải có cái điểm cut loss ha. Đó, điểm cut loss, thì khi mà cái này có điểm cut loss thì mình biết là market nó đã quay đầu lại rồi của cung tầng, mà nếu nếu điểm cut loss nó không hiện ra thì là market nó vẫn còn là xuống bear ha. Đây là cái indicator nó phân tích rất là sample, dễ nhìn, dễ tính toán đó. Thì bây giờ mình xóa ha, mình không cần phải vẽ nhiều ha, tất cả mọi thứ nó đều hiển thị ở trong cái chart này hết rồi, cho nên là mình không có cần phải vẽ nhiều. Thì đây là mình biết nè, khả năng là ngày mai nếu mà nó hồi lại đó thì là dùng giá cao nhất của cái khung ngày của Tesla, khung ngày là dùng giá cao nhất là nó rơi vào tầm là 230 ba, cao nhất của nó ở vị system là 237 nữa ha, ở trong phạm vi là
235, 233 là phạm vi bán. Thì nếu mà market nó có quay đầu lại, nó đụng ở đây và nó không có crossover 237 thì là khả năng đây là cái vùng sell. Tiếp tục nó gớt tiếp thì đây là cái vùng PB line là 220, được không? Rồi sau đó là cái vùng support là 204. Đó, đây là cái cách mình tính là của cái khung ngày ha. Còn nếu mình sử dụng ở trong khung 1 tiếng thì nó hơi different chút xíu ha, khung 1 tiếng. Đó, đây là cách để mình rồi, nếu mà đánh khung 1 tiếng ha. Thì nếu mà đánh ở trong khung 1 tiếng, tức mình đánh cho ngày mai ha. Ngày mai thì nếu mà khả năng của nó nè, ok, đây là vùng bán của nó, cho nên là vùng 20. Cho nên là ngày mai á, nếu mà nó có đi lên đi nữa, mà nếu mà nó có nằm ở trong cái khung 209 hoặc 210 đây dùng giá bán, thì khi mà nó nằm ở trong đây thì là mình biết bắt buộc mình phải bán ra, hiểu không? Mình có thể short từ đây ra. Thì ở đây cái dùng hai đường line này là dùng PB line, không, nếu mà trên 204 là nó có xu hướng đi lên, nhưng mà nó sẽ có một cái lực cản ở đây, tức là cái rào bán ở đây, ok, thì khả năng nó có thể nó gớt xuống ngựa lại và nó giữ giá, nó đi sideways để nó break cái vùng 210 này để nó chuyển về là bullish ha. Còn không thôi, nếu mà nó nằm trong đây hoài và nó gớt under 202 hoặc 204 thì là khả năng của nó là tiếp tục bear. Thì cách suy nghĩ đơn giản ha, mình sử dụng 3 1 tiếng và 3 phút để mình nhìn nhận cái market ha. Thì khả năng ngày mai ha có xu hướng là nó hit về vùng giá là 203. Thì đó, thì mình check ở khung 30 phút nè, là cái resistance nó quá cao phải không? Có thể nó không có hấp mình được đấy. Thì bây giờ mình check 15 phút nè. Ồ, 15 phút thì nó nằm ở trong cái PB line. Và sau đó mình check 5 phút nè. Đó, thì là nó cũng nằm ở trong cái PB line. Ồ, nó có điểm giá giống nhau ở đây, thì đây là có khả năng là ngày mai cái vùng giá này là cái vùng giá nó em, tức là nó sẽ đẩy lên đây và coi nó có break được cái vùng giá PB line. Còn nếu không nó nằm ở đây thì khả năng ngày mai là đây là cái vùng giá mình exit của cái cây position, và cái này mình có thể option mình short xuống. Ok, thì là hồi nãy mình coi á, là mình biết là cái vùng support là 188 đúng không? Thì đây ha. Khi mình sử dụng cái này nó đã tính giá cho mình hết rồi. Đó, mình chỉ dựa theo cách đơn giản mình làm, mình coi vậy và mình phối hợp theo cái kỹ thuật pattern. Thì giống như hồi nãy mình mới giải thích ấy, cái pattern này nó nằm ở trong cái vị trí nào của cái market, tức là bull hay là bear. Thì là nếu mà bull thì là nó xu hướng đi lên, nếu là bear thì nó là fall. Thì cái pattern này là nó chỉ cho mình biết là nó fall ở điểm nào và cái điểm nào là cái điểm để nó giữ chân của giá, và điểm nào là điểm có thể nó break ở điểm giá. Thì nó rất là đơn giản ha. Thì cái indicator này là nó rất là simple. Khi mình trade nó, mình không cần phải vẽ nhiều và mình chỉ dựa theo cái điểm entry và điểm exit của nó thôi. Mình bán, không, tới điểm nào mình bán và tới điểm nào mình vào và tới điểm nào là mình phải giữ. Thì mình cứ đơn giản là mình đánh theo cái này ấy, thì cái tâm lý mình nó sẽ vững vàng hơn ha. Và mình không có overestimate hay là underestimate, thì mình chỉ dựa theo cái phần indicator mình nên đánh thôi. Và mình không cần phải vẽ nhiều, nó rất là sample, nó có sẵn ở trong đây hết rồi. Nó vẽ ra hết thì mình chỉ giờ nhìn cái nến chạy, nó chạy tới đâu nó ngừng lại, rồi nó kết thúc, vậy thôi. Đó, thì mình đang nằm ở trong xu hướng đi xuống nha, tức là cái market nó đang là bear market, thì là toàn bộ nó đều màu đỏ. Thì mình nhìn vô là mình biết, ồ, đang là bear market, thì mình nếu biết chơi option thì mình sử dụng cái này mình đánh option đúng không? Còn nếu mà chỉ chơi position thì đây không phải là lúc để mình vào lệnh position ha. Ok, còn nếu mà trường hợp nó nằm như thế này á, nếu mà cái pattern nó màu trắng nào này thì mình biết, ô, xu hướng lên, thì mình cứ vào lệnh position mình chơi và mình có điểm entry vì điểm exit nó ra rồi, thì mình cứ đánh theo màu nè, thấy không, rất là simple ha. Màu xanh vào, màu đỏ bán, rồi đây là điểm entry, không, màu xanh đỏ thì đây là điểm entry. Điểm entry luôn luôn lúc nào cũng là điểm cut loss ha. Điểm entry luôn luôn lúc nào cũng là điểm cut loss. Ví dụ mình vào đây mình muốn hold ngày mai mà cái điểm này nó mở ra và nó không có thực hiện cú đi lên và nó hồi lại dùng giá điểm entry, thì là đây là điểm cut loss của mình, nó rất là simple ha. Đó, nó có đầy đủ ở đây và rất là dễ dùng đó. Nhìn nó more detail mà nó dễ nhìn nữa, nó không có che hết cái chart ha, còn cái phần này chỉ là cái phần hỗ trợ ha. Mình không thích dùng nó, mình có thể tắt nó đi, không, mình tắt nó đi, mình chỉ sử dụng cái này thôi, là mình thấy cái giá đi là mình chạy biết rồi, đúng không? Rồi trước hết mình giao dịch thì mình phải tìm cái điểm support trước ha. Mình sử dụng cái khung ngày, khung tuần và khung tháng tìm cái support trước, rồi sau đó mình sẽ quyết định cái mình
nhắm cái tọa độ để mình trade, thì là mình biết lúc nào mình ra. Và thí dụ trường hợp mình entry ở đây, lỡ mà nó drop ở đây mình ăn, mà nó đi về đây mình biết mình take a drop này, hoặc là đây là điểm cut loss, điểm entry tức là điểm cut loss, đúng không? Cho nên là đừng tránh những cái xu hướng mà nó xuống cái vùng support này. Nếu mình đánh position option thì mình có thể mình đánh được hai đầu, đầu lên và đầu xuống. Còn ai muốn chơi advance mà cảm thấy là cái risk của option bên buy nó risk cao quá thì mình có thể chuyển qua advance. Thì advance win nó cũng ăn giống như là position thôi, đúng không? Ví dụ mình bỏ 1.000 là mình ăn đúng 1.000, thì mình dựa theo cái này đánh, mình nhắm xu hướng mình đánh nó dễ hơn, mình vô mình đánh xu hướng nó dễ hơn, mình không có over estimate ha. Thì estimate thì cái phần setting này là cái phần dễ hiểu và dễ đánh nhất cho mọi người ha. Ok, thôi mình kết thúc, đây là cái phần giới thiệu mình khi các anh chị coi được cái video này thì hiểu mình đây là cái dùng giá nào bán và cái dùng giá nào mình sẽ giữ được. Ok, và mình không có over estimate, thì maximum mình chỉ dùng sử dụng được 5, 15, 30, không sử dụng hơn mấy cái time frame này. Chỉ theo cái nguyên tắc là 5, 15, 30 thì là mình dễ manage cái trade của mình ha. Ok, rồi em xin phép chấm dứt cái video này nhé.